Sư cho con hỏi, khi một người tạo oán nghiệp với người khác trong quá khứ đến hiện tại phải trả nghiệp cũ đã gây ra, nếu trả với tâm bình thản đón nhận thì oán nghiệp đó có hết không? Nếu trả nghiệp đó với tâm oán giận sân hận thì người đó có phải trả oán tiếp không, hay nghiệp oán vẫn dừng lại? Cái vấn đề á là chúng ta không phải chịu có một quả mà chúng ta chịu rất nhiều quả. Chúng ta không phải chịu một kiếp mà chúng ta chịu rất nhiều kiếp. Cho nên quý vị nói cái chuyện mà bình thản mà nó hết nghiệp đó, thì cái chuyện đó không có đâu. Nó giống như là một cái trái xoài mà trồng ra khi mà nó trổ, nó sẽ cho mình cả một cái cây xoài. Mà cây xoài nó sẽ trổ ra rất nhiều cái quả xoài. Quý vị biết là một cái nghiệp sát sanh đó, như là bà hoàng hậu Mallika đó, bà giết một con dê, sau đó bà đi địa ngục vô số kiếp. Kiếp mà bà làm người hoặc làm thú mà bà bị người ta giết hại đó, do cái ác nghiệp mà năm xưa đó, nó nhiều như số lông con dê. Cho nên một cái suy nghĩ sai lầm là bây giờ mình tạo cái ác nghiệp này, sau mai mốt mình trả đúng có một lần thôi, rồi mình nhịn là nó qua chuyện. Không có. Quý vị nghĩ đi, giết một con dê mà cái số kiếp mình bị giết nó nhiều như số lông con dê, quý vị sẽ phải kham nhẫn chừng ấy kiếp. Mà nếu như trong cái số kiếp mà mình phải bị cái thảm khốc như thế mà mình sanh lòng oán hận, mình lại tiếp tục thêm một con dê nữa. Thành ra đó là đối với hàng phàm phu, cái ác nghiệp không bao giờ hết. Tại vì quý vị cứ tưởng tượng đến, sư giả sử không biết lòng con dê nó có bao nhiêu, nhưng chỉ cần trong một trong số cái lần đó thôi mà mình chẳng may mình oán hận rồi mình lại tiếp tục mình phản ứng nữa thì mình chơi thêm một con dê nữa. Thì quý vị cứ thấy là cái chuyện mà mình trả thì có phải càng trả càng nhiều không? Trả không bao giờ hết. Đức Thế Tôn vị Phật Chánh Đẳng Giác trong 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, Ngài hầu như là Ngài làm các thiện nghiệp. Cái phước mà Ngài tạo rất là nhiều. Vậy đó mà Ngài còn chưa trả hết nghiệp. Quý vị nghĩ sao mà mình kham nhẫn cái nó qua chuyện. Mình xin thưa nhé, kham nhẫn một lần, kham nhẫn 10 lần, 100 lần, 1 triệu lần. Chỉ cần có một lần không kham nhẫn là mình thêm một lần nữa, 1 triệu lần nữa. Quý vị nhắm chịu nổi không? Đức sư nhìn sư quải lắm. Cho nên cái chuyện mà quý vị bình thản đón nhận, kham nhẫn, tha thứ, bao dung vân vân, đó là điều tốt. Nhưng nó chưa hết chuyện đâu. Điều quan trọng là mình phải tỉnh và sau đó mình tu để mình thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Chứ đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện trả nghiệp. Nghiệp không bao giờ trả hết. Mà xin thưa là càng trả càng nhiều.